Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Video này sẽ lại là một cái video nói về chủ đề marketing và cụ thể là marketing ở trong kinh doanh thời trang. Su biết là rất nhiều bạn theo dõi kênh của Su thì mọi người quan tâm tới cái ngách công việc đó là marketing, bởi vì đây là một cái đang rất là hot, và trong cái thời kỳ công nghệ số hiện nay, marketing sẽ luôn luôn là một cái không thể thiếu trong bất kỳ một cái doanh nghiệp nào. Thì video ngày hôm nay Su muốn tổng hợp cho mọi người bốn cái sai lầm mà Su thấy là mọi người hay gặp phải nhất khi mà mới khởi sự kinh doanh thời trang. Sai lầm đầu tiên đó là xây dựng hình ảnh khi kinh doanh nó chưa đúng và chưa đủ. Đủ là như thế nào thì Su đã có đến hai cái video để chia sẻ kỹ cho mọi người về việc là mình phải xây dựng đủ các loại ảnh để mà mình làm kinh doanh. Và trong đó thì có 7-8 loại ảnh cơ, nên là mọi người chắc là sẽ phải xem lại cái video đấy để biết là nó có những cái loại ảnh gì nếu như mọi người chưa nắm bắt được. Nhưng mà đúng là như thế nào thì hôm nay Su muốn chia sẻ lại một cách kỹ hơn. Thì trong các cái loại ảnh mà Su có liệt kê thì Su để lại đây cho mọi người, thì mỗi một cái loại ảnh nó có cái tính chất khác nhau và chúng ta phải làm ra rõ đúng cái tính chất đấy, chứ không phải là mình có một cái sự lập lờ giữa cả hai làm cho khách hàng không thể nhận ra được đâu là cái ảnh như thế nào. Su lấy ví dụ một cái rất là dễ hiểu nhưng nhiều người hay làm sai, đấy là ảnh feedback khi mà làm kinh doanh. Thì đối với cả kinh doanh thời trang ấy, thường khách hàng sẽ rất là hay muốn là ảnh thật. Thì ảnh thật là cái ảnh người ta muốn như thế nào? Người ta muốn là xem rõ cái chất liệu cái sản phẩm đấy, hoặc là xem được cận cảnh cái chất liệu đấy làm thế nào để người ta nhận ra là bạn đang treo cái sản phẩm đấy trong cửa hàng, hoặc là bạn đang nắm giữ cái sản phẩm đấy trong tay và bây giờ bạn cho người ta một cái nhìn chân thật nhất. Đối với khách hàng, cái ảnh chân thật nhất đó là ảnh feedback, là cái ảnh mà được chụp bằng điện thoại. Bởi vì khi mà khách hàng người ta chụp ảnh đời thường hay là người ta sử dụng làm nào để người ta có hình ảnh ấy, thì đa số người ta dùng cái điện thoại chứ người ta không dùng một cái máy ảnh cơ chuyên nghiệp. Thì cái góc nhìn của người ta chính là cái góc nhìn từ cái máy ảnh điện thoại đấy. Nên thông thường những cái ảnh mà gọi là ảnh feedback mọi người đăng lên để cho khách hàng xem thì nó nên là một cái ảnh mà được chụp bằng điện thoại. Khi mà khách hỏi là ảnh thật đấy thì bạn nên show ra, một là cái ảnh feedback của khách hàng thật chụp bằng điện thoại của người ta, hai là các bạn thuê những cái người mẫu nghiệp dư hoặc là những cái người mẫu không quá chuyên để người ta chụp một cái ảnh cho bạn bằng ảnh điện thoại, hoặc là ảnh chụp trước gương bằng điện thoại, ảnh chụp cái sản phẩm trải dưới sàn bằng điện thoại, hoặc là bạn treo sản phẩm lên và bạn chụp bằng điện thoại, có thể là chụp xa, chụp gần, chụp cận chất gì đấy. Thì đối với khách hàng đấy mới là cái ảnh thật. Thì tất cả những cái tầng ảnh khi mà mọi người làm, mọi người phải làm sao cho nó ra được chất, nhưng mà cũng không được làm mà nó bị quá là xấu. Bởi vì khi mà bạn chụp ảnh xấu thì khách hàng đương nhiên người ta sẽ không cảm thấy tin tưởng vào cái chất lượng sản phẩm nữa. Vì vậy khi mà có một cái sản phẩm nào đấy thì bạn phải ở trong 7 cái tầng ảnh mà chúng ta đã từng nhắc đến, thì các bạn phải chuẩn bị được ít nhất là 4 đến 5 tầng ảnh để khi mà khách hàng hỏi bạn có sẵn cái kịch bản để trả lời cho người ta. Tôi thấy là có một cái vấn đề hiện nay ở trên thị trường gọi là thị trường mẫu ảnh, chụp ảnh kinh doanh thời trang ấy, thì có rất là nhiều bên các bạn stylist, các bạn người mẫu thì các bạn ấy nhận cái sản phẩm về để đi chụp feedback cho shop. Thế nhưng mà cái ảnh đấy thì Su lại thấy nó quá là chuyên nghiệp, nó quá là đẹp, thậm chí nó đẹp đến như kiểu là nó có thể tương đương với cả một số những cái bộ ảnh lookbook hay là campaign của một số nhãn hàng khác rồi. Thì cái ảnh đấy khi mà họ gọi đó là feedback thì quan điểm cá nhân của Su là Su không đồng ý đấy là cái ảnh mà feedback có thể show cho khách hàng. Có thể là các bạn chụp ảnh rất là đẹp, các bạn show ra đúng là feedback đấy, nhưng mà đối với khách nó không phải là feedback trong cái sự tưởng tượng và cái sự mong muốn của khách hàng. Thế nên là mọi người cần phải hiểu rõ là khách hàng muốn cái gì trước khi đưa cái hình ảnh cho người ta. Sai lầm thứ hai đó là cái chương trình về marketing, chương trình promotion, khuyến mại gì đấy, nó quá là phức tạp về thể lệ hoặc là thời gian. Tôi lấy ví dụ phức tạp về thể lệ là như thế nào. Nếu như mà bạn tặng một cái voucher hoặc là một cái chương trình cho khách mà khách phải đáp ứng đủ được 2 đến 3 điều kiện thì người ta mới có thể áp dụng được cái chương trình đấy, thì thường là khách sẽ bỏ chạy, bởi vì người ta sẽ không thể nào mà người ta đáp ứng được đầy đủ các cái yêu cầu đấy của bạn. Ví dụ như là lần này người ta mua hàng, bạn tặng cho người ta một cái voucher và voucher đó thì được giảm giá 10% cho lần mua hàng tiếp theo, nhưng cái đơn hàng tiếp theo nó phải đạt được giá trị là trên 2 triệu. Và trên 2 triệu đấy thì bạn sẽ được giảm 10% cho cái sản phẩm ở trong một cái dòng sản phẩm khác nữa.
thì Su thấy rất là nhiều bên họ áp dụng cái cách là nó quá là phức tạp như thế. Và khi mà mình đi mua hàng ấy, thường là tâm lý của chúng ta đi mua hàng là chúng ta sẽ muốn chọn được cái mà mình thích, chứ không phải là chọn cái ở trong cái phần quy định. Vì thế nếu như mà các bạn tự tạo ra một cái chương trình như vậy thì nó quá là phức tạp đối với chính bản thân mình, đối với chính nhân viên của mình và với cả khách hàng nữa. Nên là có thể cái độ mà thất bại của chương trình đấy thì nó sẽ bị khá là cao đấy. Hoặc ví dụ về cái việc là phức tạp trong cái thời gian diễn ra chương trình đi, Su thấy rất là nhiều bên thì họ áp dụng cái chương trình là tích điểm, nghĩa là phải tích đến một cái số điểm nào đấy, có thể là 10 triệu hay 15 triệu thì khách hàng mới được lên một cái mức khác, đó, mức gọi là VIP hay là VVIP, và người ta được giảm giá mua hàng gì đấy. Thì nói thật là với cái thị trường kinh doanh thời trang ở Việt Nam hiện nay thì rất là hiếm có thương hiệu nào mà giữ chân được khách hàng một cách liên tục. Thông thường một khách hàng có thể là một tháng họ đi mua hàng một lần đi, họ đi mua quần áo một lần đi, nhưng mà đâu phải là tháng nào họ cũng sẽ quay trở lại cửa hàng của mình để họ mua liên tục như vậy. Thế nên là tính ra được là để mà tích được cái số điểm 10 triệu hay 15 triệu đấy thì quãng thời gian nó rất là dài. Vậy thì đến bao giờ họ mới được hưởng những cái ưu đãi khi mà mua sắm tại cửa hàng của bạn đây? Thì đấy cũng là một cái sự phức tạp trong cái thời gian để mà khiến cho khách hàng lần sau họ không có cái lý do gì để quay trở lại cửa hàng của mình. Thay vì thế thì mọi người hãy nghĩ ra một cái chương trình nào đấy nó đơn giản hơn. Có thể là cái giá trị cho chương trình, cái sản phẩm quà tặng hay là cái mức discount nó không được cao bằng, nhưng nó luôn luôn được diễn ra và có những cái chăm sóc khách hàng tốt hơn. Thì Su nghĩ là cái chương trình như vậy nó sẽ có hiệu quả hơn là những cái chương trình mà phức tạp về thể lệ hoặc là thời gian. Sai lầm thứ ba đó là chiến lược influencer marketing không đủ độ phủ. Influencer ở đây thì Su bao gồm cả các KOL hay là các KOC, các micro KOC chẳng hạn. Nói chung là tất cả những cái người mà các bạn booking, các bạn thuê, các bạn gửi quà tặng để người ta PR, người ta nói về sản phẩm của bạn. Thì rất là nhiều những người mà các bạn book được khoảng 1-2 người thôi, và các bạn đánh giá là cái chiến dịch đấy của bạn không hiệu quả. Thì cái này các bạn cần phải xem lại, cần phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố. Bởi vì cái chiến lược, cái chiến dịch influencer marketing này là cái bản chất của nó là nó phải mang đủ độ phủ thì nó mới khiến khách hàng tin tưởng vào cái sản phẩm của bạn được. Có thể là bạn book một cái người mà rất là nổi tiếng, nhưng mà dưới cái người đó bạn phải book 10 người khác có cái độ nổi tiếng kém hơn, và thậm chí là phải book thêm 30 người khác với cái lượng follow nhỏ, để mà tạo ra trong cùng một cái thời điểm đấy, tạo ra một cái cú hích, một cái bùng nổ để cho tất cả những cái khách hàng mà theo dõi 50-60 cái người nổi tiếng đó, họ cảm thấy là ôi đây là một cái sản phẩm mới nổi, một cái sản phẩm rất đáng để thử, thì cái chiến dịch đấy nó mới có thể thành công được. Chứ còn nếu như mà các bạn buôn bán nhỏ lẻ, các bạn gửi sản phẩm cho 1-2 người nào đó và các bạn đặt cái hy vọng, kỳ vọng là cái sản phẩm đấy sẽ bán được hàng thì nó không có đâu. Nếu như mà những cái người bạn book đấy họ có cái tầm ảnh hưởng lớn như vậy thì họ sẽ tự tạo ra sản phẩm, họ bán luôn, chứ cần gì mà họ phải đi xin đồ miễn phí hay là họ phải nhận những cái booking lẻ để mà họ họ có cái thu nhập từ cái booking này, đúng không? Đừng có đặt cái kỳ vọng quá là lớn vào một ai đấy là họ sẽ giúp cho bạn đẩy được cái doanh số lên rất là cao, bởi vì những cái người như thế thì có thể là cái phần trăm hoa hồng họ lấy nó sẽ cũng cao nữa, nó phải bù được cái phần chi phí mà họ bỏ ra hoặc là cái công sức họ bỏ ra. Ví dụ như là nếu như mà họ có cái tầm ảnh hưởng như vậy, họ tự bán được cái sản phẩm, họ lãi 50% đi mà họ làm cho bạn thì ít nhất họ phải lấy của bạn 30-40%. Còn nếu không thì họ tự làm thì họ ăn dày hơn thì có phải tốt hơn không? Còn đấy, quay trở lại cái vấn đề về cơ bản của cái chiến dịch influencer marketing là nó phải là có được cái độ phủ nhất định. Đó, mọi người có thể để ý đến những cái nhãn hàng lớn, thông thường thời trang thì bây giờ ở Việt Nam ít gặp, nhưng mọi người nhìn sang bên mỹ phẩm ấy, khi mà họ có một cái chiến dịch gì đấy thì họ sẽ mời rất là nhiều những beauty blogger đến. Họ không mời 1-2 người đâu, mà họ sẽ mời cả một cái event đấy, thậm chí là 20-30 người đến dự event. Và sau đó những cái beauty blogger khi mà dự event đấy về là họ sẽ có deadline là được và là phải đăng bài ở trong cái ngày nào. Bên agency chắc chắn là họ sẽ có một cái quãng thời gian, có thể là từ thứ 2 đến thứ 6 là tất cả 30-40 người đấy là họ phải đăng bài để nói về sản phẩm. Thậm chí trong cái thời gian đấy sẽ có những cái influencer, những KOL, KOC khác không đến dự cái event đấy được, thì họ cũng sẽ được gửi tặng quà tặng để mà review với cái sản phẩm đấy.
thì thường mọi người cứ nhìn những cái bên mỹ phẩm lớn ấy, thì đấy là cái cách mà họ làm chiến dịch influencer marketing. Còn nếu như mà bạn chưa có đủ kinh phí, bạn book những KOC nhỏ thì bạn cũng phải có một cái số lượng đủ để mà bạn làm truyền thông. Nếu như mà KOC đó họ chưa đủ cái độ nhận diện mạnh để mà boost được sản phẩm lên, thì bắt buộc bạn sẽ phải chạy quảng cáo, bạn phải làm thêm rất là nhiều những cái việc là công việc ở phần của bạn nữa, chứ đừng có đặt kỳ vọng là người ta sẽ làm cho bạn kiếm ra được tiền, được doanh thu nha. Cái sai lầm thứ tư đó là cái chiến lược, mục tiêu xây kênh không rõ ràng. Bây giờ cái việc xây kênh nội dung video ngắn, cụ thể như là xây TikTok đi, thì nó là một cái xu hướng mà bất kỳ một ai làm kinh doanh mọi người cũng sẽ phải làm thôi. Và suy nghĩ bây giờ đến 60% những người làm kinh doanh thời trang, mọi người đều có những cái kênh TikTok hoặc là những cái kênh truyền thông về video ngắn của mình rồi. Còn 40% còn lại vẫn đang loay hoay là tìm cách như thế nào để gia nhập. Thì đấy là một xu hướng mà đến năm sau chắc chắn nó vẫn sẽ nổi lên, nên là bây giờ ai cũng sẽ phải tập những cái kỹ năng đấy. Nhưng mà một cái nền tảng cơ bản mà nhiều người hay bị nhầm lẫn là chưa đặt cái mục tiêu, cái việc xây kênh của mình rõ ràng. Và Su lấy ví dụ về cái mục tiêu như là mình mục tiêu bán hàng hoặc là mục tiêu xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì cái mục tiêu để mà mọi người bán được hàng, nghĩa là mọi người show sản phẩm ấy, mọi người sẽ làm những cái kênh như là biến hình này, hoặc là nói chung là show trực tiếp về cái sản phẩm quần áo, nói về cái công năng, tính năng của sản phẩm để cho khách hàng thấy thích và họ mua. Thì khi mà mọi người xây cái kênh này ấy, mọi người đừng có kỳ vọng quá là quay bao nhiêu video thì nó đều lên xu hướng. Không có đâu, tại vì bây giờ cái lượng người mà đăng video lên TikTok nó quá là nhiều rồi. Và thậm chí là những cái video hay nó cũng rất là nhiều để mà những cái gì mình làm nó lên được xu hướng, nó chen chân được vào cái xu hướng đấy. Thì mọi người cần phải biết được là trong số khoảng 20 cái video mình làm ra, đâu đấy chỉ có 1-2 cái video nó lên được xu hướng thôi. Nên là cái lượng sản xuất và cái content của mình nó cũng sẽ phải ngày ngày nó càng phải được nâng cao, thì cái kênh bán hàng đấy nó mới được hiệu quả và nó chuyển đổi ra doanh số. Còn ví dụ đối với những cái bạn mà xây dựng từ thương hiệu cá nhân, các bạn làm những cái video về phối đồ, kiểu phong cách, chia sẻ phong cách cá nhân, chia sẻ những cái mẹo để làm sao để trở nên xinh đẹp hơn ấy, thì có thể là cái sự chuyển đổi của cái kênh đó nó sẽ không cao bằng. Bởi vì cái người mà người ta xem cái nội dung như thế, người ta muốn được nhận về là cái cách thức để làm. Còn cái việc là người ta bắt đầu chuyển đổi để xoay ra mua sản phẩm thì nó sẽ bị lâu hơn. Đương nhiên là cái kênh mà mọi người làm về thương hiệu cá nhân này, có thể cái nội dung nó sẽ viral được tốt hơn nếu như bạn làm tốt. Nhưng mà cái độ chuyển đổi thì nó sẽ cần được khoảng một thời gian khá là dài, khi mà những người theo dõi bạn họ tin tưởng vào cái việc, những cái kiến thức mà bạn chia sẻ cho họ xong thì họ sẽ bắt đầu nghiên cứu về sản phẩm. Họ nghiên cứu xong không phải là họ mua ngay lập tức đâu, mà sẽ có những người mà cái độ trễ của họ cao hơn, họ phân vân cao hơn, thì họ sẽ phải tiếp tục theo dõi bạn là bạn có tiếp tục cung cấp giá trị cho họ hay không. Và đến một thời điểm khi họ thực sự tin tưởng vào bạn rồi thì họ mới chuyển đổi mua sản phẩm để mà bạn ra được doanh số. Thì đấy là hai cái nó rất là khác nhau ấy. Sẽ có cái bên bán hàng có thể bán được hàng trực tiếp, nhưng mà không phải video nào cũng viral được đâu. Còn đối với các kênh thương hiệu cá nhân, có thể là cái tương tác nó sẽ cao hơn, nhưng cái chuyển đổi nó sẽ thấp, nó cần một cái thời gian các bạn xây kênh, build kênh nó dài hơn. Thế nên là khi mà các bạn xây dựng kênh ấy, phải đặt ra được cái mục tiêu, chiến lược rõ ràng để biết là mình cần số lượng là bao nhiêu video, mình cần thời gian là bao lâu để bắt đầu chuyển đổi ra doanh số được bao nhiêu tiền, và mình cần có cái lộ trình phát triển như thế nào, chứ đừng có nóng vội. Bởi vì xây kênh nó không phải là cái việc mà các bạn có thể nóng vội được, nó sẽ cần rất là nhiều chất xám và thời gian. Thì đó là một số những cái sai lầm mà Su gặp được của một số bạn khi mà mới bắt đầu khởi sự kinh doanh thời trang, mọi người gặp phải, mọi người cảm thấy lấn cấn và không biết giải quyết ra làm sao. Thì hy vọng tất cả những cái chia sẻ đó của Su sẽ giúp cho mọi người có thêm những cái sự động viên, khích lệ, hoặc là những cái gì có ích để mọi người có thể là làm cho công việc của mình trở nên tốt hơn. Nếu mọi người muốn Su làm thêm những cái chủ đề gì về marketing hoặc là về kinh doanh thời trang thì mọi người giúp Su comment ở bên dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.